Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện linh dị, kỳ bí, xông vào ngõ âm dương của tác giả Mộc Hề Nương. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 1 Bức họa ra người Mặt trời giữa trưa gắt đến cực điểm, không khí giống như bị nướng đến run rẩy, làm người ta có ảo giác không gian bị vặn vèo. Đường lớn cạnh ga tàu điện ngầm nóng bỏng không thôi, chỉ có mấy chiếc xe vội vàng qua lại trên vỉa hè bên kia đường, người đi đường cùng chung ý tưởng đi dưới bóng dâm mát. Lại tạo thành một lối đi bộ đông đúc chật chội mà bên kia đường dưới ánh mắt trời chói trang lại không có lấy một bóng người. Xe hơi và xe đạp dùng trung đậu đầy lối đi bộ gần cửa ga tàu điện, chỉ để lại một con đường hẹp dài vừa một người đi qua. Một người trẻ tuổi bước ra khỏi cửa ga tàu điện. Người này mặc áo thun trắng, áo sơ mi khoác ngoài kẻ ô đỏ, tay áo săn đến khủy tay, cổ tay phải đeo một sợi dây đỏ cũ kỵ sâu qua tâm một đồng tiền hình tròn. Người thanh niên mặc quần dài đen, mang giày cao cổ, vai đeo ba lô, ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn hòa như gió xuân. Thời tiết nóng bức, người thanh niên trẻ lại nhẹ nhàng khoan khoái, như một cơn gió lạnh quất vào mặt. Bất trì bất giác khiến mọi người cảm thấy hơi nóng khó chịu quanh thân giảm bớt không ít, bản thân cũng theo đó mát mẻ hơn rất nhiều. Trần Dương dựa theo bản đồ điện tử đi vào một xã khu, rời xa đường lớn huyên náo, không khí thanh tĩnh không ít. Quanh xã khu là cây cối tươi tốt, đi dưới bóng cây ven đường, sự nóng bức như bị xua tan. Xã khu Tây, tòa nhà số 10, Trần Dương ngẩng đầu, quẹo trái, đi thẳng. Trước mặt cậu chính là địa chỉ trên công văn nhận chức, sao phòng quản lý Đại Phúc, số 10 xã khu Tây Thâm Xuân nhưng trước mặt cậu chỉ có một trung cư không thấy nửa chữ phòng quản lý đại phúc trần dương hỏi một bác gái vừa đi ra khỏi trung cư bác gái chỉ về phía một con đường nhỏ rồi nói từ chỗ này đi thẳng đến đó là tới con đường nhỏ phía trước chất đầy ô tô và xe đạp còn có bốn năm xe đạp dùng chung trần dương đi về phía con đường nhỏ đi vào một con đường đá chật hẹp rậm bóng cây thật vất vả đi qua phía trước là một tòa nhà cũ sáu tầng Cậu đi vào sân, nhìn bảng hiệu to bằng thiết bên trái cổng lớn, trên đó có ghi, văn phòng đại phúc xã khu Tây Thâm Xuân. Trần Dương tiến vào đại sảnh, nơi này không trang nghiêm giống mấy văn phòng quản lý khu phố bình thường, không có các dãy ghế liền ngồi chờ và quầy làm thủ tục, trái lại giống phòng khách của một gia đình bình thường, có sofa bàn trà và một bức tranh sơn thủy treo trên tường. Đó là phía bên trái phòng, còn bên phải là một cái bàn thờ hình chữ nhật, trên bàn thờ là lư hương hai ly nước và hai ly rượu cùng hai phần ngũ cung ngũ cung chính là đồ cúng bình thường hương hoa đèn nước hoa quả sau bàn thờ và lư hương là hai bức vẽ sư tổ một vị là trương thiên sư phái thiên sư một vị là tam mao chân nhân phái mao sơn trần dương co rốt khóe miệng thầm nghĩ nếu cậu mà là sư tổ thì dù thế nào cũng phải bạt tay đám người dám thờ cúng họ như vậy Người ta đường đường là sư tổ, ngay cả chỗ ở cũng không có, còn phải chen chúc chung bàn thờ với người khác. Bực bội, Trần Dương lắc đầu, bỗng cậu khựng lại cau mày. Cậu nhớ rõ đây là phòng quản lý xã khu mà, nói khoa học nói lý lẽ, thờ cúng tổ sư hai phái là sao? Chẳng lẽ cậu đến nhầm chỗ? Trần Dương yên lặng xoay người, biết ngay sao có chuyện tốt như vậy chứ. Mới vừa tốt nghiệp người ta liền gửi thư mời còn là trưởng phòng quản lý xã khu quả nhiên không đáng tin mã sơn phong ưỡn cái bụng phể hai tay chắp sau mông bước vào phòng liếc mắt liền thấy một người trẻ tuổi lạ hoắc nghĩ đến thanh niên sẽ đến phỏng vấn vị trí cục trưởng hôm nay ông nhanh miệng gọi trần dương phải không trần dương quay đầu lại nhìn thấy mã sơn phong đang cười như phật di lặc cậu nghi hoặc nói chào ngài mã sơn phong vội vàng nắm chặt tay trần dương chặn đứng suy nghĩ muốn chạy của cậu cười nói cậu là trần dương hôm nay đến phỏng vấn phải không có mang công văn theo không có mang theo nhưng mà đây có đúng là phòng đại phúc quản lý khu phố không mã sơn phong gật đầu mắt híp thành một đường thẳng thấy trần dương hoài nghi và do dự ông tỉnh dụi nói ở đây chúng tôi không có nhiều nội quy công việc rảnh rỗi chỉ có vào những lúc đặc biệt thì mới bận rộn bao ăn ở Sao ngũ hiểm nhất Kim, nghỉ lễ bình thường, được đi du lịch, còn có hoa quả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Trên cơ bản nếu cậu không từ chức thì làm 20 năm có thể nghỉ hưu. Lĩnh tiền hưu, quốc gia còn phân nhà ở. Sao Ocean Easy ngũ hiểm nhất Kim là bảo hiểm của người lao động, gồm tiền lương hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và thai sản và nhà ở công quỹ. Trần Dương nghe mà động tâm không thôi hoàn toàn bị ngũ hiểm nhất kim và bao ăn ở hấp dẫn cậu vốn đến từ một thôn nhỏ ở phía nam thi đậu đại học b sau khi tốt nghiệp đại học muốn ở lại trong thành phố lớn ăn ở chính là một vấn đề lớn huống chi cậu không cô độc một mình trong nhà còn một người nữa phải nuôi tôi có thể đưa người nhà đến ở chung không mã sơn phong mấy người chỉ một người nửa kia của tôi Lúc này ánh mắt Mã Sơn Phong nhìn Trần Dương đã khác, vừa tốt nghiệp đại học đã lập gia đình, có bản lĩnh. Phân cho cậu căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, sau này còn nuôi con. Mã Sơn Phong truyền đề tài, nhưng đãi ngộ tốt thì điều kiện cũng rất hà khắc. Cậu phải thông qua cuộc sát hạch trước. Trần Dương thẳng lưng, cặp mắt hoa đào ánh lên tia vui sướng, tôi sẽ cố gắng. Mã Sơn Phong cười tủm tỉm nhìn thanh niên trẻ trước mặt mà vui mừng trong lòng. Ngoại hình thanh niên này rất tuấn tú, đúng là cảnh đẹp ý vui. Sau này làm đại biểu, đảm nhận vị trí bề ngoài của phân cục. Lại nhìn cậu vì có nhà ở mà kích động và nhiệt tình mười phần, có thể thấy đây là một người đơn thuần và có chí tiến thủ. Tốt, tốt, cực kỳ tốt. Chúng ta sát hạch thế nào? Mã Sơn Phong móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Nhỏ giọng nói vài câu liền cúp máy, sau đó ngẩng đầu nói với Trần Dương, "Uống trà trước đi, đợi một chút sẽ có người mang đề tài sát hạch xuống." Trần Dương gật gật đầu rồi ngồi xuống, sau đó cậu lại hỏi, "Nơi này là phòng quản lý xã khu, sao không ngập ai hết vậy à?" "Không phải giờ làm việc là thời gian bận rộn nhất sao?" "Chúng ta là phân cục của văn phòng Đại Phúc." Trần Dương không giữ gương mặt tươi cười nổi nữa, quản lý xã khu mà cũng có phân cục ba nhân viên công tác nếu cậu thông qua sát hạch thì sẽ thành người thứ tư chúng tôi tuyển cục trưởng phân cục hy vọng cục trưởng mới có thể dẫn dắt phân cục phát triển mạnh mẽ sau đó thống nhất cả con đường và xã khu hà trần dương im lặng một lúc rồi lại hỏi tiếp thực sự bao ăn ở và có mũ hiểm nhất kim chứ mã sơn phong chém đinh chặt sắt thật nếu hôm nay cậu thông qua bài sát hạch thì buổi tối có thể dọn vào ở Trần Dương cắn răng, chỉ cần không phạm pháp, bảo đảm bao ăn ở và có mũ hiểm nhất kim, cậu nhất định phải lưu lại. Đang nói chuyện thì có một thiếu nữ trong rất hoạt bát nhảy vào, Mã Thượng Phong, nhận hàng. Sao Thượng Mã Phong, mà sang phân Mã Thượng Phong, hay còn gọi là Phạm Phong, có một số nơi người ta gọi là Trúng Phong, Trúng Phong. Là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định đồng nghi gọi là chứng tẩu dương nếu chứng tẩu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là thượng mã phong nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là hạ mã phong sát hạch đến mã sơn phong cười cười cũng không tức giận biệt hiệu này ông chỉ chỉ thiếu nữ kia giới thiệu một trong những nhân viên của văn phòng đại phúc chúng ta mao tiểu lỵ mao tiểu lỵ nhìn trần dương lập tức mặt mày hớn hở giới thiệu phúc lợi của văn phòng đại phúc còn lấy hợp đồng và giấy bút ra muốn lừa cậu nhanh chóng ký tên. Đến khi Mã Sơn Phong ho khan vài tiếng, cô nàng mới lộ vẻ tức giận nói. Thông qua sát hạch rồi ký hợp đồng. Chọn bài sát hạch đơn giản thôi, anh đẹp trai, cho anh có lợi thế. Cô nói xong liền lấy điện thoại ra, đăng nhập vào một app, chọn một vụ tranh cãi ở thôn quê đơn giản, vừa định ấn xác nhận, Mã Sơn Phong đột nhiên vỗ lên lưng cô, tiểu lị, khỏe không? Mau tiểu lị trượt tay, bấm nhận đơn hàng ngay phía dưới, lập tức xác nhận đã nhận đơn hàng, không thể đổi ý. Vừa thấy là đơn hàng khó đến 3 sao, phải là tay lão luyện mới có thể nhận, cô tức giận chỉ vào Mã Sơn Phong mắng, cáo già. Mã Sơn Phong cười ha hà cháu cũng cùng đi đi. Thật sự không được thì về truyền lại cho tổng cục, sau đó ông nói với Trần Dương, thanh niên trẻ, cố lên. Trần Dương thắc mắc không hiểu nhìn Mao tiểu lị Gương mặt cô đầy vẻ tiếc hận và ủy oài, giải thích với cậu, công việc của phân cục đại phúc chúng ta khác với phòng quản lý xã khu bình thường. Chúng ta tự chủ lực chọn nhận công việc qua đơn hàng trong áp đại phúc, độ khó các đơn hàng phân chia theo các cấp bậc khác nhau. Cao nhất là năm sao, cũng là khó nhất, nhưng thủ lao cũng cao nhất. Chúng ta có tiền lương căn bản mỗi tháng, còn được chia theo đơn hàng, thu nhập cũng khả quan. Áp đại phúc. Đến lúc anh ký hợp đồng, chúng tôi sẽ đưa link và tài khoản, anh download và đăng nhập. Sau đó có thể tự nhận đơn hàng. Nhưng dù nhận, có khả năng khách hàng sẽ từ chối. Nếu cấp bậc của anh không đủ. Thôi, sát hạch trước rồi nói sau. Giải thích nhiều mà không vượt qua sát hạch cũng không tốt. Trần Dương nghe ra ý tứ trong câu nói chưa dứt của Mao Tiểu lỵ nhưng cậu vẫn vô cùng nhiệt tình. Bao ăn ở, ngũ hiểm nhất kim lương căn bản còn chia phần trăm, nhiều phúc lợi và ưu đãi. Đi thôi, bây giờ xuất phát đến nhà khách hàng. Trần Dương gật đầu đi theo ra ngoài, bỗng nghe Mao Tiểu Lị nhỏ giọng lầu bầu, kỳ quái, ba sao mà cũng đồng ý. Mình mới thụ hàng công, đơn hàng ba sao không tìm ngũ lôi sao. Trần Dương khựng một bước, vẻ mặt khẽ thay đổi. Công, ngũ lôi trong miệng Mao Tiểu Lị là cấp bậc của thiên sư thiên sư thụ giới phân cửu giai hoặc xưng cửu phẩm, chỉ có thiên sư chân chính thụ lục mới được xưng là thiên sư. Lục có ngũ lục, công, minh uy, ngũ lôi, tam động ngũ lôi, thượng thanh. Phẩm cấp từ chính thất phẩm đến chính nhất phẩm. Sao thụ lục là được ban phát điệp văn chức vụ. Mao tiểu lỵ được thụ công, phải là thiên sư giữa cấp 7 đến cấp 6. Nhưng không phải đây là sát hạch hòa giải hộ gia đình của phòng quản lý xã khu bình thường sao? Cấp bậc thiên sư liên quan gì đến công việc này chứ? Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Trần Dương mím môi im lặng, quyết định xem sát hạch thế nào rồi nói sau. Không chừng là cậu suy nghĩ nhiều. Nửa giờ sau, Trần Dương đứng trước cửa một căn biệt thự, nghiêm túc hỏi Mao Tiểu Lệ, "Cô nói thật đi, rốt cuộc phòng quản lý xã khu đang làm cái gì?" Mao Tiểu Lệ không phải phòng quản lý xã khu, là văn phòng đại phúc. Trần Dương tuyệt vọng. Đừng lo lắng, chúng ta cũng là nhân viên công vụ trong biên chế, phúc lợi còn tốt gấp trăm lần công chức bình thường. Tuy rằng vẫn kém tổng cục. Thật ra tính chất công việc cũng không khác gì nhau, đều vì nhân dân phục vụ. Giọng nói mau tiểu lị dần dần nhỏ đi rồi im bặt, có lẽ do ánh mắt lên án quá rõ ràng của Trần Dương. Sát hạch cái gì? Mao Tiểu Lị giơ thẳng ngón cái, vào xem. Trần Dương tiến vào biệt thự, phát hiện không chỉ có một nhóm người mà là đến hai nhóm, nghe nói còn một nhóm người vừa rời đi. Mao Tiểu Lị nghe vậy lắc đầu, thì ra là tuyệt vọng cái gì cũng thử, thảo nào không từ chối chúng ta nhận đơn. Cậu suy nghĩ một chút, sau khi tìm hiểu tình huống thì hiểu rõ. Người nhà này họ Hàn, con gái duy nhất trong nhà chúng ta nên đặt đơn hàng mời mấy nhóm thiên sư đến, Tất cả thiên sư đều thất bại mà về, thế là độ khó đơn hàng được nâng lên 3 sao, trùng hợp được Mao tiểu lị bấm nhận. Tác giả có lời muốn nói. Văn án 18 tuổi kết âm hôn do biên tập muốn đổi, nhưng chính văn vẫn là 16 tuổi, đừng kỳ quái. Cấp bậc thiên sư thống nhất toàn bộ, trong chính văn có nói ngũ lục, thất phẩm đến nhất phẩm, cửu phẩm và bát phẩm là cấp bậc nhập môn nên xem nhỉ ở đây Ro dùng chữ chia giao ban si chu nhai đạo biện sự xứ ban si chu có nghĩa là phòng làm việc cơ quan đơn vị hành chính văn phòng nhai đạo biện sự xứ tiếng trung chia giao ban si chu bình âm si he giao ban si chu hay khu phố gọi tắt là nhai đạo là một cấp hành chính địa phương thấp hơn huyện cấp thị ở cộng hòa nhân dân trung hoa có thể coi như cấp phường ở cấp này ngang với hương và trấn về địa vị hành chính quyền hạn của cấp này được quy định tại Điều 68, Luật Tổ chức Chính phủ địa phương. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2004, Trung Quốc có 5.904 nhai đạo biện sự xứ. Trần Dương nhận giấy mời vào làm, nghĩ là làm văn phòng nhà nước, cùng cấp phường như bên, nên mình dùng chữ phòng quản lý xã khu, Trần Dương nghĩ là tuyển trưởng phòng. Còn phòng đại phúc gia Phu Phen Du Ban Si Chu là phân cục, chi nhánh của tổng bộ, tuyển cục trưởng phân cục. Thành ra có đoạn ông nói gà bà nói việt trưởng phòng, cục trưởng loạn xả. Chương 2, bức họa ra người hai. Trong biệt thự có hai nhóm người, tổng cộng là ba người. Trong đó có một người chỉ đến một mình, còn nhóm kia là hai người, nhìn như là thầy trò. Hai nhóm kia đang quan sát lẫn nhau, nhìn thấy Mao Tiểu Lị và Trần Dương bước vào, họ đồng thời lộ ra vẻ đề phòng. Mao Tiểu Lị nói thầm, rất đề phòng chúng ta, sợ đoạt mối làm ăn. Chứng tỏ thủ lao rất cao, cũng đúng, sự việc đến ba sao hẳn tiền phải nhiều rồi. Độ khó cũng cao, Trần Dương thản nhiên nói, không hề có chút lo lắng không nhận được vụ này, không qua được cuộc sát hạch. Chỉ sợ không đến lượt chúng ta giải quyết. Nhắc đến chuyện này, Mao Tiểu Lị hỏi, cấp bậc của anh là bao nhiêu? Cấp không? Có tính không? Trần Dương và Mao Tiểu Lị hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Anh không phải là thiên sư. Cậu lắc đầu, tôi vốn nhận lời cho vị trí trưởng phòng quản lý xã khu, nhân viên công vụ trong biên chế nhà nước. Không đúng, chẳng lẽ công văn tuyển dụng gửi sai, Mao Tiểu Lị muốn hỏng mất, tổng bộ bảo chúng tôi nhận một người thường làm cục trường. Dù phân cục không phải con ruột, nhưng cũng không nên đãi ngộ khác biệt như vậy chứ. Trần Dương cười khổ, cậu cũng không biết tại sao lại được chọn cậu luôn kiêng kỵ và tận lực rời xa quỷ thần mới vừa tốt nghiệp đại học cậu gửi hồ sơ đi khắp nơi thật vất vả mới có nơi trả lời công việc và phúc lợi làm cậu động tâm không thôi ai mà ngờ lại giao tiếp với quỷ thần cậu không thể không từ chối dù phúc lợi tốt đến thế nào đi nữa cũng phải từ chối chẳng qua thật tiếc ngũ hiểm nhất kim và bao ăn ở sau này về hưu còn được phân nhà Mao Tiểu Lệ nhìn ra cậu muốn rời đi, nhanh chóng giữ chặt lại, "Anh, anh Trần, giúp em một chuyện thôi." Thua người không thua trận, nếu bây giờ anh bỏ đi, sẽ bị đồn là nhân viên phân cục của chúng ta gà mờ, chưa đối mặt với nguy hiểm đã sợ hãi chạy trối chết, mất hết mặt mũi. Sau này không nhận được đơn hàng, ngày tịch biên đóng cửa không xa. Trần Dương kéo tay cô ra khỏi cánh tay cậu, lặng lẽ xoa tay. Cô gái nhỏ gầy nhom mà sức lực cổ tay lại mạnh ghê gớm. Được rồi, tôi không đi. Hai nhóm người kia nhìn Mao Tiểu Lệ và Trần Dương, không nhận ra hai người là ai, phòng trừng không phải là thiên sư nổi danh. Vì thế họ buông lòng sự đề phòng, không đặt hai người vào mắt mà quay ra đề phòng đối phương. Mao Tiểu Lệ thở phào, lôi kéo Trần Dương nhỏ giọng nói, "Nhìn thấy hai người kia không? Không phải ba người à?" không cần để ý người trẻ tuổi kia, phòng chừng hắn còn chưa thụ lục. Phái thiên sư có nói, chưa thụ lục, không nơi nào triệu tập, sau khi thụ lục, động tĩnh hô thần. Ý chính là chỉ có thiên sư thụ lục mới có cấp bậc, sau khi thụ lục, được ban điệp văn chức vụ, danh đăng thiên tào, ghi chép trong điệp văn thần linh có thể nhìn thấy mới có thể câu thông với thần linh, mượn sức thần linh trừ tà hàng quỳ. Mao Tiểu lỵ nói, nhìn lệnh bài của bọn họ đều là minh uy, dây tua rua màu xanh lục, chính là thiên sư cấp 4. Khẳng định không phải là người do tổng bộ phái tới, nếu không sao lại nhận đơn hàng ba sao. Chắc chắn là tham tiền. Trần Dương nhìn qua, phát hiện hai người trung niên đều cột một miếng thẻ bài bằng gỗ bên hông như lời mau tiểu lị. Mặt trên khắc chữ trăng chịt, dây tua của thẻ bài màu có màu xanh lục. Cậu hiểu biết về giới thiên sư không nhiều nhưng có thể đoán được đại khái. Giới thiên sư vốn phân cấp bậc. Và vì phân chia cấp bậc mà dùng thẻ bài gỗ và màu sắc dây tua để phân biệt. Cấp bậc càng cao chứng minh thiên sư đó càng lợi hại. Cậu theo bản năng hỏi Mao Tiểu Lị làm thế nào cô thấy được bọn họ là minh uy? Nhìn kinh văn trên thẻ bài hay là nhìn màu sắc dây tua rua? Mao Tiểu Lị cầm thẻ bài gỗ có dây tua màu trắng của cô ra, thấy không? Trần Dương quét mắt nhìn thẻ bài trên tay cô trên đó cũng khắc đầy kinh văn. Thái thượng Tam ngũ đô công kinh lục. Anh được lắm, nhìn ra được. Anh vốn là thiên sư đúng không? Không phải. Mao tiểu lị đầy vẻ nghi ngờ, Trần Dương xua tay phủ nhận, thật sự không phải. Tôi chỉ có chút hiểu biết về phong tục tập quán dân tộc thôi, trước kia học đại học, tôi có học một môn chuyên ngành liên quan đến phong tục tập quán nên hiểu biết đôi chút. Mao Tiểu Lệ nhanh chóng tiếp nhận lời giải thích này, nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ, vì dù có hiểu biết phong tục tập quán cũng không có khả năng liếc mắt một cái đã nhận ra kinh văn này. Đáng tiếc, Mao Tiểu Lệ xuất thân thiên sư thế gia, xung quanh toàn họ hàng bạn bè quen thuộc với kinh văn đến không thể quen thuộc hơn. Vậy nên cô không phân biệt được trình độ hiểu biết của người thường và thiên sư, nhanh chóng hết nghi ngờ. Trần Dương cũng đồng thời thở phào một hơi không hỏi nhiều nữa. Lúc này chủ nhà Hàn ra sơn xuống lầu, nhìn thấy bọn họ vội vàng mời ngồi xuống ghế. Các vị nhận đơn hàng hẳn là đã biết độ khó của đó. Trước đó đã có bốn nhóm thiên sư rời đi, tất cả đều không thể giải quyết vấn đề của con gái tôi. Nếu hôm nay các vị có thể cứu được con gái tôi, tôi sẽ hậu tả. Hàn Gia Sơn là chủ một xí nghiệp rất nổi tiếng trong nước, chuyên kinh doanh thực phẩm tùy ông lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng là người có học thức nói hai ba câu đã khiến người ta có cảm tình hàn tiên sinh yên tâm sư phụ tôi vào nam gia bắc chuyện tả môn gì mà chưa thấy qua sư phụ tôi còn tham gia hội đại pháp sao loa ti kết đính sao lua si chia đinh là một hẻm cổ ở dương châu bị đồn có ma hàn gia sơn nghe vậy thay đổi vẻ mặt la thiên sư thật lợi hại mao tiểu lỵ lén liếc mắt xem thường nhỏ giọng nói, khoác lác quá. Con gái tôi đây xin nhờ vào các vị thiên sư, nếu các vị có thể cứu mạng nó, tôi xin cảm tạ 40 vạn. Hả? 40 vạn? Trần Dương bước lên trước mặt Mao Tiểu Lị, sau đó tươi cười thân thiện nói, hàn tiên sinh yên tâm, trừ tà hàng quỷ vốn là chức trách của chúng tôi. Là nhân tài trong nước, trình độ nghiệp vụ của chúng tôi là hạng nhất, tiêu chuẩn nghề nghiệp là giải quyết sạch sẽ một lần, tuyệt đối không lưu lại tai họa về sau cho khách hàng. Cam đoan khách hàng sẽ vừa lòng đến năm sao. Có lẽ do ngoại hình Trần Dương rất tuấn tú, lại tươi cười chân thành và thân thiện, khiến người ta có cảm tình. Hàn Gia Sơn, Ngài là Tôi tên Trần Dương, Trần Thiên Sư. Không biết cậu thuộc môn phái nào? Chính nhất, Toàn chân hay là Mao Sơn? Chúng tôi là văn phòng Đại Phúc, cố ý thành lập vì cộng đồng và những người có chuyện phiền não như Hàn Tiên Sinh. Trong tổ chức có vô số thiên sư ưu tú, như là vị phía sau tôi đây, chính là thiên sư thế gia, truyền nhân của phái Mao Sơn. Tiểu Lệ đưa danh thiếp cho Hàn Tiên Sinh. Mao Tiểu Lệ hoàn toàn choáng váng, một lúc lâu vẫn không phản ứng. Tiểu Lệ, a, à, à, danh thiếp, không biết Mao Tiểu Lệ lấy danh thiếp màu đen trắng ở đâu ra nhưng trên đó có mấy chữ văn phòng đại phúc và số liên lạc. Đơn giản đến đơn sơ, may mà hai màu đen trắng nhìn đơn giản lại sang trọng, ít nhất đơn sơ biến thành thần bí. Lúc này vị thiên sư đi một mình bước lên một bước cắt ngang hai người, nói với Hàn Gia Sơn, Hàn Tiên Sinh, có thể nói tình hình cụ thể không? À, được. Hàn Gia Sơn liền kể rõ, ông chỉ có một cô con gái duy nhất tên là Hàn Khả. Tính Tình cô vốn rất hoạt bát và hướng ngoại, nhưng một tháng trước về quê thì bị trúng tà, tính tình thay đổi rõ rệt, yên tĩnh ngoan ngoãn, thường ở trong phòng không ra khỏi cửa, giống như biến thành một người khác vậy. Có mấy lần vào lúc nửa đêm, Hàn Khả đứng dưới lầu hát một bài hát. Dài điệu thê thảm rợn người, bà Hàn mở đèn phát hiện là Hàn Khả, mắng bảo cô dừng lại rồi đi ngủ. Hôm sau nhắc lại, Hàn Khả không hề nhớ chút gì sau đó cô liên tiếp làm các hành động kỳ quái lúc này Hàn Gia Sơn mới ý thức được con gái có khả năng bị chúng ta vốn nghĩ chỉ là chúng ta bình thường dù sao đến nay trong nhà cũng không ai mất mạng cho đến khi ông mời Thiên Sư đến toàn bộ đều thất bại rời đi sau đó cá chép và chó nuôi trong nhà đều chết không rõ nguyên do mà tử trạng lại rất thê thảm cơ thể Hàn Khả nhanh chóng gầy yếu trở nên tiểu tùy lúc này hàn gia sơn nhận ra con gái ông không chúng tà bình thường sợ là có lệ quỷ hại tính mạng hàn khả lữ thiên sư người đi một mình hỏi tháng trước hàn tiểu thư chúng tả là sau khi về quê mới chúng tả hay là trước khi đi đã chúng trước đó có đi qua nơi nào đặc biệt không có không ít thiên sư hỏi điểm này khả khả bị chúng tả lúc về quê tế tổ ông bà thời gian cụ thể thì không xác định học trò của la thiên sư kinh hô về quê tế tổ ông bà. Chẳng lẽ trong lúc tế tổ đắc tội ông bà? Chuyện này hiển nhiên là không có khả năng, ông bà có con cháu thờ phụng, lại là sống thọ và chết tại nhà sẽ không lấy mạng người, càng không lấy mạng con cháu. Nếu con cháu bất hiếu, nhiều lắm thì dạy bảo một trận, sẽ không phá đến nhà cửa không yên. Trần Dương nói, Hàn Tiên Sinh có biết trên đường từng xảy ra chuyện lạ gì không? hàn tiểu thư có làm gì bất kính với người đã mất không hàn gia sơn nghĩ nghĩ rồi nói lúc ấy tế tổ rất đông người quê tôi ở việt tây tháng trước là tiết thanh minh nơi đó có tập quán lên núi tế tổ nói đến chuyện kỳ lạ hoặc chuyện gì bất kính thì a à, tôi nhớ ra rồi lúc đó khả khả đi qua một môi mổ thấy ảnh chụp trên bia mổ người mất rất xinh đẹp liền khen một câu lữ thiên sư mới vừa há miệng La Thiên Sư đã giành trước lên tiếng, sau đó có phát sinh chuyện gì không? Lữ Thiên Sư tức giận liếc người sau một cái, nhưng ông ta vẫn tỉnh bơ. Vì 40 vạn, ai thèm để ý cái liếc mắt không đau không ngứa này? Sau đó, có một người trẻ tuổi bên cạnh khả khả nói một câu đáng tiếc chết sớm. Khả khả lập tức tiếp lời đổi lại là tôi xinh đẹp như vậy, chết sớm cũng không sao. Sau đó trưởng thôn khiển trách hai đứa nhỏ nói hành vi như vậy sẽ làm người chết chú ý và không cam lòng lúc ấy tôi không nghĩ nhiều chẳng lẽ vì những lời này mà khả khả sắp bị hại chết mao tiểu lỵ nhún vai đừng nói lý với quỷ vậy rốt cuộc là chuyện gì mao tiểu lỵ nhìn trần dương ý hỏi cậu giải thích hay để cô giải thích trần dương bèn nói trong lời kể của ngài lấy được một ít tin tức ngôi mộ người mất rất xinh đẹp mất sớm nói cách khác người đã mất tuổi còn rất trẻ và xinh đẹp vừa chết không lâu âm thọ của những người chết sớm tương đối dài còn chưa đi đầu thai hơn nữa còn trẻ đã chết họ không cam lòng oán khí rất nặng người chết lại xinh đẹp tự phụ bản thân xinh đẹp nhưng lại không có số mệnh hưởng thụ oán khí càng nặng thật ra lời nói của con gái ngài đã biến thành điều kiện trao đổi có ý gì chính là con gái ngài muốn xinh đẹp nên dùng mất sớm để trao đổi khả khả chỉ là thuận miệng mới nói vậy thôi Quỷ sẽ tưởng thật chương ba bức họa ra người ba hàn gia sơn dẫn mọi người lên lầu hai gõ cửa phòng hàn khả cửa mở từ bên trong một người phụ nữ trung niên cao quý đỏ mắt nhìn nhóm người trần dương lộ vẻ mặt không vui ông lại mời đám giang hồ thuật sĩ hàn gia sơn kéo vợ qua một bên cười mời mọi người vào phòng rồi mới nhỏ giọng nói với bà Hàn. Đừng nói bậy, khả khả chỉ bị áp lực tinh thần, mời bác sĩ là được. Ngày nào ông cũng nói khả khả bị chúng ta, mời nhiều thầy bà như vậy mà chả có tác dụng gì. Hàn ra sơn hơi xấu hổ, chỉ nhỏ giọng nói, một lần cuối cùng, được không? Trần Dương quay đầu nhìn Mao Tiểu Lị, cô nhún nhún vai, làm nghề này của chúng ta, gánh tiếng xấu đó trên lưng là chuyện thường mọi người không có kỹ năng đẩy cái danh này đi à? Không, chúng tôi ném lại cho khách hàng. Nếu ném không được thì sao? Dựa vào đồng nghiệp ném thay. Trần Dương khẽ lắc đầu, năng lực nghiệp vụ thật tệ. Nhắc đến chuyện này, Mao Tiểu Lệ nhớ đến vừa rồi Trần Dương đột một bước ra, trong vòng một giây đã trở nên chuyên nghiệp. Cô lập tức tôn sùng nói, anh Trần, anh thật có tài ăn nói. Vừa rồi ánh mắt Hàn Tiên Sinh nhìn chúng ta thay đổi luôn thái độ cũng trở nên cung kính. Trước kia bọn em ra ngoài làm việc, những người đó đều bày vẻ mặt khó coi, tình nguyện tin tưởng đám thiên sư lừa đảo không có giấy phép cũng không tin bọn em, khiến bọn em nhận đơn hàng rồi bị từ chối nhiều lần, tiền lương cũng không có luôn. Trần Dương, cô để lộ tình trạng lương bổng của mọi người rồi. Mao Tiểu Lị nhanh chóng nói, vẫn có lương căn bản. Sau đó cô cười cười, hai bàn tay trà sát như con ruồi, anh Trần, anh học về tôn giáo à? Xoay tay giống thế này. Không phải, tài chính. Cậu lại lắc đầu, chuyên ngành chính là marketing, chuyên ngành tự chọn là dân tộc học. Mao Tiểu Lệ vỗ tay bôm bốp, "Anh Trần, trông anh còn chuyên nghiệp hơn em nữa." Trần Dương cười cười, bắt đầu đánh giá căn phòng. Căn phòng có tổng thể màu vàng nhạt, là phòng ngủ điển hình của con gái. Giữa phòng là một cái giường lớn Hàn Khả đang nhắm mắt nằm trên giường không nhúc nhích, cánh tay còn đang truyền dịch. Cạnh tường có một cái kệ lớn, trên kệ bày rất nhiều chưa mở ra. Trên vách tường thì dán đầy áp phích, cơ bản toàn là hình các nhân vật trong anime và manga. Thế nên trong đống áp phích hỗn tạp đó, bức tranh mỹ nhân bên cạnh cực kỳ nổi bật. Trần Dương tiến lên vài bước, bức tranh trước mặt cao khoảng khoảng một thước, chiều rộng khoảng nửa thước trong bức tranh là một mỹ nhân mặc sườn sám trắng không tay hình trăng non khoanh tay nghiêng người nhìn về phía người vẽ cánh tay trắng nõn mặt mày như vẽ môi đỏ răng trắng cực kỳ động lòng người wow thật xinh đẹp trần dương quay đầu lại không biết mao tiểu lị đứng bên cạnh cậu từ lúc nào cô nhỏ giọng cảm thán bức tranh vẽ như thật vậy ô oh, ngày lạc khoản này tiểu phượng ngọc tháng hoang năm mậu tuất Vậy là bức tranh vừa vẽ không lâu à? Nhưng con dấu này là thế nào? Dường như Mao tiểu lỵ rất hứng thú với bức tranh này, vươn tay muốn sở thử. Trần Dương ngăn cô lại, đồ của người khác, đừng nên đụng vào. À, phải, Mao tiểu lỵ nhanh chóng thu tay. Đi xem tình huống của Hàn tiểu thư đi. Mao tiểu lỵ nhìn lại, phát hiện Lữ Thiên sư và La Thiên sư đã sớm tụ tập xem xét quanh người Hàn Khả, vì 40 vạn mà tranh thủ. Trần Dương cũng cất bước đi đến, bỗng bên tay cậu vang lên một giọng nữ như có như không. Tú Tài Lang, Trần Dương ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức bước về phía trước, nghe thấy La Thiên Sư nói, Hàn Tiểu Thư Hàn là bị nữ quỷ theo dõi, muốn lấy mạng đầu thai, dùng mệnh mất sớm đổi lấy số mệnh phú quý trường thọ của Hàn Tiểu Thư. Có ý gì? Hàn Gia Sơn và vợ căn bản nghe không hiểu. La Thiên Sư giải thích, cái gọi là kẻ chết thay, thật ra chính là ăn cắp mệnh của người sống thay vào mệnh mất sớm của lệ quỷ, để cho người khác thay thế chịu khổ âm thọ cho lệ quỷ. Còn lệ quỷ thì lấy thân phận của người sống, tiếp tục sinh hoạt ở dương gian. Hàn Tiểu Thư là bị một lệ quỷ mất sớm ăn cắp số mệnh, lệ quỷ kia muốn được thay thế Hàn Tiểu Thư. Hàn Gia Sơn kinh hãi, có cách nào cứu khả khả không? Là thiên sư nói, ngài cứ yên tâm, nếu bị chúng tôi phát hiện, Đương nhiên chúng tôi phải cứu Hàn tiểu thư. Kỳ thật Dương Gian có cảnh sát, Âm phủ cũng có âm xoa. Lệ Quỷ hại người phải bị giải đến trước mặt Đại Đế Bắc Âm, đánh nhốt vào 18 tầng địa ngục. Lệ Quỷ này vọng tưởng thay thế thân phận của Hàn tiểu thư, tránh tai mắt của Âm Xoa, vừa lúc số mệnh của Hàn tiểu thư lại cực kỳ tốt, phú quý trường thọ, được cắt tinh tương trợ. Đây vốn là thể chất trừ tà không gì có thể xâm nhập. Nếu không phải cô ấy thuận miệng nói một câu, để lệ quỷ đánh vào chỗ sơ hở thì Hàn Tiểu Thư tuyệt đối sẽ không bị tay bay vạ gió thế này. Sao Hin Cha âm xoa, là người đã chết hoặc ma quỷ ở âm phủ, phụ trách câu hồn, dẫn đường. Di sinh cát tinh, ngôi sao may mắn. Hàn Gia Sơn rất tin tưởng không hề nghi ngờ, nhưng bà Hàn lại đầy mặt không tin. So với Hàn Gia Sơn từ nhỏ lớn lên ở Việt Tây tin thần tin quỷ bà Hàn là người bản địa, kiên định tin vào chủ nghĩa khoa học. Nói hiu nói vượn, lệ quỷ có thể lấy thân phận người sống sao? Khôi hài, nếu vậy thì chẳng phải người người cũng có thể bị lệ quỷ lấy thân phận. Vậy những người bên cạnh tôi đều là lệ quỷ hết rồi. Bà bớt tranh cãi đi. Bà Hàn hất tay Hàn ra sơn ra, chỉ vào mặt ông mắng, khả khả bị bệnh mà ông không lo mời bác sĩ lại mời một đám thần côn. Chính vì vậy mà kéo dài thời gian, làm cơ thể khả khả bị kiệt sức. Nếu ông sớm nghe lời tôi đưa khả khả ra nước ngoài khám bệnh thì bây giờ nó làm gì có cái dạng này? Nghe đến hai chữ thần côn, gương mặt Lữ Thiên Sư và La Thiên Sư đều lộ vẻ không vui. Trần Dương nhìn hàn khả nằm trên giường bệnh, cô gái trẻ đã gầy đến trơ xương, hai mắt hõm sâu, quầng mắt xanh đen, trông thật khủng bố. Đột nhiên hàn khả mở to hai mắt, nhìn thẳng vào Trần Dương. Cậu im lặng bước lên hai bước, phát hiện tầm mắt Hàn Khả không dừng trên người cậu mà chính là bức họa phía sau. Không ai nhận ra Hàn Khả đã tỉnh lại, sắc mặt âm trầm dại ra y hệt lệ quỷ. Lữ Thiên sư nói, "Bà Hàn, tôi xin hỏi vài câu, bà chỉ cần trả lời có hoặc không, xem tôi nói có đúng hay không." "Được." "Có phải tính tình Hàn tiểu thư thay đổi rất nhiều, giống như biến thành một người khác mà bà hoàn toàn không quen?" bà hàn trần trừ rồi trả lời đúng thói quen sinh hoạt ăn diện hành vi cũng như biến thành một người xa lạ bà hàn phản bác nhưng bị mệt mỏi tinh thần cũng làm tính tình người bệnh thay đổi lúc này hàn khả nằm trên giường đột nhiên lên tiếng ổn muốn chết muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi phòng ngủ lập tức yên tĩnh trần dương bỗng nói bà hàn hàn tiểu thư từng sống ở việt tây à có lẽ do ngoại hình Trần Dương dễ gần, dễ gây thiện cảm, giọng nói bà Hàn dịu đi, chỉ có tháng trước đi tế tổ. Trước kia nó không thích đi, lần này nghe nói Việt Tây rất tín ngưỡng quỷ thần, thế là ồn ào đòi đi. Chỉ đi có 5 ngày. Vậy 5 ngày đó có thể làm khẩu âm thay đổi sao? Bà Hàn biến sắc, dường như giờ phút này bà mới phát hiện khẩu âm của con gái đã biến thành giọng Việt Tây từ nhỏ con gái bà đã sống ở thủ đô nói giọng bắc kinh sao đột nhiên lại thay đổi dù có thể giải thích tính tình thay đổi là do bị bệnh nhưng không có khả năng ngay cả khẩu âm cũng thay đổi bà hàn xin bà thử tin tưởng chúng tôi một lần qua đêm nay nếu tình huống của hàn tiểu thư vẫn không cải thiện thì đưa cô ấy đến bệnh viện được không dù sao chỉ là thời gian một đêm mà thôi trần dương đột nhiên nghĩ đến gì đó bổ sung đúng rồi đêm nay hàn tiểu thư vẫn hát bài hát đó sao nghĩ đến bài hát quảng đông thê lương rợn người kia lời phản bác của bà hàn bị nghẹn trong cổ họng không phun ra được chỉ gật đầu lung tung chỉ đêm nay thôi được cam đoàn sẽ không làm bà thất vọng ánh mắt hàn gia sơn nhìn trần dương đã tràn ngập cảm kích cậu chỉ cười không nói thần bí khó lường rất có khi phách cao nhân lữ thiên sư và la thiên sư không ngờ bản thân nói nhiều như vậy mà không bằng trần dương cười một cái tâm trạng buồn bực quyết định đối phó thằng nhóc đến sau này trước ông bà hàn rời đi trong phòng ngủ chỉ còn nhóm người trần dương và hàn khả lúc này lữ thiên sư và la thiên sư đứng cùng một chiến tuyến cùng đối phó trần dương la thiên sư lên tiếng trước có khả năng đêm nay lệ quỷ sẽ lại đến chắc chắn nhập vào người hàn tiểu thư trước rồi mới đến phòng khách hại người phải có hai người mới có thể bắt được lệ quỷ chúng ta đều đi chung đường không bằng hợp tác với nhau trần dương cười cười từ chối la thiên sư nở nụ cười rất khó phát hiện ông chờ chính là những lời này người trẻ tuổi vốn tâm lý cao ngảo mới vừa nhận đơn hàng đã muốn độc chiếm làm một mình không nguyện ý hợp tác với người khác mà không biết gừng càng già càng cay thiên phú tốt cũng phải thân kinh bách luyện nếu vậy thì chúng ta tách ra Ai bắt được lệ quỷ, cứu được Hàn tiểu thư thì đơn hàng này là của người đó. Chúng tôi cũng không bắt nạt cậu, tôi và Lữ Thiên sư cùng canh trong phòng khách, các cậu ở phòng ngủ. Nếu các cậu giải quyết không được, chúng tôi sẽ ra tay. Nhưng khi chúng tôi đã ra tay thì các cậu không được nhúng tay vào nữa. Trần Dương cười như không, vậy chẳng phải hai người chịu thiệt sao? Cậu có đồng ý hay không? Trần Dương gật đầu, đồng ý tôi được lợi mà mao tiểu lỵ nhíu mày bị trần dương kéo lại lữ thiên sư và la thiên sư cùng tên học trò kia đi xuống lầu canh ở phòng khách đợi đêm xuống mao tiểu lỵ nói anh trần sao anh lại đồng ý với bọn họ rõ ràng là bọn họ cấu kết muốn tính kế chúng ta nói chúng ta canh giữ phòng ngủ nhưng ai mà không biết lệ quỷ vừa mới nhập thân là lúc hung tàn nhất chứ đơn hàng đến ba sao chỉ hai người chúng ta khẳng định không đối phó được lệ quỷ này. chờ đến lúc lệ quỷ ra khỏi phòng ngủ là đến lượt bọn họ hành động. nhưng trước đó chúng ta đã kéo dài tiêu hao bớt quỷ khí của lệ quỷ rồi. mao tiểu lỵ thở dài, quả nhiên anh trần không hiểu biết mấy vấn đề này, cho rằng đối phó với lệ quỷ trước là được lợi. trần dương cười cười, mượn di động của mao tiểu lỵ chụp bức tranh trên tường một tấm, sau đó trả lại cho cô. tiểu lỵ cô giúp tôi hỏi thăm hàn tiên sinh vài chuyện được không hỏi ông ấy có biết cô gái trong bức tranh này không hoặc là tấm ảnh người mất sớm trên bia mộ có phải là người này hay không ý anh là không chắc chắn được em đi ngay lập tức chờ tin tức của em mao tiểu lị đi rồi trong phòng chỉ còn lại trần dương và hàn khả cậu tìm một chỗ ngồi xuống lấy điện thoại ra chơi thật lâu sau hàn khả đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Trần Dương. Cậu nhận ra không đúng, ngẩng đầu nhìn qua. Tôi khuyên anh, đừng xen vào việc của người khác. Cậu nghiêm túc nói, đừng làm càn, quay trở về chỗ của cô đi. Nếu không, tôi đánh cô vào la phong lục cung. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 4, bức họa ra người 4. Hai mắt hàn khả trợn ngược trắng dã, gương mặt đầy bụi đen tử khí. Rõ ràng đã bị quỷ nhập, cô ả nghe thấy chữ La Phong Lục Cung liền lộ vẻ mặt hoảng sợ. Cái gọi là La Phong Lục Cung chính là cung La Phong Sơn Lục Thiên của quỷ. La Phong Sơn là ngọn núi nổi danh của đạo giáo, là âm phủ tối cao của Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. La Phong Sơn ngoài có sáu cung, trong có sáu cung, thuộc hạ có quỷ đế năm phương, 72 ti, thống lãnh 18 tầng địa ngục và thành hoàng các nơi. Không phạm tội ác tài trời, Đại gian đại ác thì người và lệ quỷ không bị nhốt trong địa ngục La Phong. Đây là nơi mà lệ quỷ hung dữ còn sợ hơn cả 18 tầng địa ngục, chỉ cần nhắc đến La Phong Lục cung đã khiến lệ quỷ sợ hãi. Nếu nhắc đến tên Huy Bắc Âm Đại đế, tiểu quỷ có tâm lý thừa nhận yếu sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Hàn Khả cũng bị dọa, trở nên dè dặt hơn nhưng vẫn không tin Trần Dương có năng lực đánh quỷ vào La Phong Lục cung ánh mắt cô ta rời xuống phía dưới, không thấy thẻ bài gỗ thiên sư trên người Trần Dương, càng không có thẻ bài ngọc. Anh còn chưa tụ lục. Trần Dương lắc đầu, tôi không phải là thiên sư. Hàn khả hơi sừng sốt, sau đó cười to. Hai mắt trắng dã nhìn chằm chằm Trần Dương, trong mắt trắng hiếu nhìn thật rợn người. Tử khí bắt đầu di chuyển lên chán, một khi tử khí lên đến chán, phòng trừng hồn phách hàn khả sẽ bị chèn ép không còn. Trần Dương lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó bỗng đứng dậy, doẹt một tiếng, tấm rèm được kéo ra. Ánh nắng mặt trời chiếu vào, Hàn Khả hét một tiếng chói tai, giơ hai bàn tay che mặt tránh ánh nắng. Trần Dương nhân cơ hội nhảy lên, nắm lấy ngón giữa bàn tay phải của Hàn Khả, cầm bấm móng tay chọc vào ngón giữa của cô, một giọt máu nhanh chóng chảy ra. Hàn Khả run rẩy cả người, hàm răng cắn chặt, hai mắt trợn ngược, một lúc lâu sau cô mới hết run rẩy nhưng bị ngất luôn lại qua một lúc lâu hàn khả từ từ tỉnh lại nhìn trần dương đứng cạnh mép giường cô cũng không sợ hãi lại là thần côn ba tôi mời đến à tôi không phải là thần côn hàn khả cười nhạo một tiếng môi dựa vào thành giường ánh mắt dại ra nhìn vào khoảng không trần dương có chút không đành lòng bèn nói cô đừng quá nản lòng tử khí còn chưa lan đến huyệt thiên linh, còn cứu được. Huyệt thiên linh, ấn đường trên chán, Trần Dương chỉ chỉ lên chán cậu rồi nói tiếp, người có ba ngọn lửa, đủ dương khí thì ma quỷ không xâm nhập được. Tử khí trên người cô đang lan về phía trước, thổi tắt hai ngọn lửa, còn một ngọn tại ấn đường là huyệt thiên linh. Chỉ có hoàn toàn thổi tắt lửa ở ấn đường thì lệ quỷ mới có thể chiếm thân xác của cô, hoàn toàn thay mạng của cô ánh mắt hàn khả hơi động nhìn chằm chằm trần dương như nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất anh thật sự có cách cứu tôi sao phải xem cô có đồng ý nói ra hết tất cả những gì cô biết không không được giấu diêm hàn khả chảy nước mắt tất cả vẻ lạnh lùng đều sụp đổ cô chỉ là một cô gái nhỏ còn chưa thành niên bị tra tấn gần một tháng hy vọng lần lượt tan biến dần dần trở nên tuyệt vọng nhưng sao cô có thể cam lòng bị một cô hồn dã quỷ chiếm lấy thân xác và mệnh số? Bản thân thì thay lệ quỷ chịu khổ, lệ quỷ kia lại hưởng thụ số mệnh tốt của cô. Hiện giờ thấy Trần Dương nói vô cùng chuẩn xác, ánh mắt chân thành và trầm ổn, vẻ ngoài bình tĩnh làm người ta tín nhiệm không thôi. Hơn nữa, tuy rằng vừa rồi bị lệ quỷ nhập vào người không thể động đậy, nhưng những gì xảy xung quanh cô đều biết hết. Thế nên khi nhìn thấy Trần Dương nói răm ba câu đã làm lệ quỷ hoảng sợ, còn cưỡng chế được lệ quỷ rời đi, cô liền xem Trần Dương là thiên sư chân chính. Nếu ngài có thể cứu tôi, tôi sẽ hậu tạ thêm 10 vạn. Tổng cộng là 50 vạn, cả đời chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, Trần Dương hoàn toàn quên chuyện cậu phải kiêng kỵ quỷ thần. Dù sao nửa đời trước cậu vẫn luôn giao tiếp với ma quỷ, thêm một lần nữa cũng không sao tôi hỏi cô bức tranh này là sao tranh hàn khả nương theo tầm mắt của trần dương nhìn qua lúc nhìn thấy bức tranh mỹ nhân cực kỳ trói mắt giữa đống áp vích cô ngẩn ra tôi chưa từng thấy bức tranh này vẻ kinh ngạc của cô không giống giả vờ nói cách khác cô thật sự không chú ý tới bức tranh này nghĩ cũng lạ rõ ràng bức tranh này rất nổi bật giữa một đống áp vích manga và anime vậy mà vừa rồi mọi người vào phòng ngủ lại không một ai chú ý đến có thể thấy được nó rất tà môn. Đại sư, tranh này không phải chính là nơi ở của thứ đó chứ? Từ đó đến giờ tôi chưa từng thấy bức tranh này, sao lại xuất hiện trong phòng ngủ của tôi? Trần Dương lắc đầu, nhà cô có môn thần giữ ngoài cửa, trong nhà có tổ tiên bảo vệ bình an. Vừa rồi ở dưới lầu, tôi nhìn thấy mọi người thờ cúng một pho tượng quan Thánh đế quân. À, giống Quan Công theo lý mà nói thì tà môn không có khả năng tiến vào. Vậy, vậy nên có người mang bức tranh này vào nhà. Hàn khả sừng sốt, sau đó lập tức cau mày tức giận, có người muốn hại tôi sao? Người có thể vào phòng ngủ của tôi, ngoại trừ ba mẹ tôi thì chỉ có gì giúp việc mà thôi. Chẳng lẽ là gì giúp việc cầm thứ tà môn này và muốn hại tôi? Trần Dương im lặng không nói, nhìn chằm chằm bức tranh một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi, quê của dì giúp việc nhà cô ở đâu? Tứ Xuyên, không đi qua Việt Tây. Tôi từng nghe dì ấy nói, chỉ làm công ở phía Bắc, chưa từng đi qua phía Nam. Vậy thì không phải bà ấy. Trần Dương đứng dậy đi đến trước bức tranh cẩn thận nhìn. Cậu nhìn không chớp mắt vào gương mặt cô gái mặc sườn xám đến nhập thần, đột nhiên ánh mắt cô gái trong bức tranh chớp chớp, nhìn thẳng vào cậu, đôi môi đỏ nhếch lên tà khí lập tức tỏa ra bốn phía. Trần Dương nhảy dựng trong lòng, lại tập trung nhìn kỹ vào bức tranh, gương mặt cô gái mặc sườn xám vẫn như cũ. Giống như vừa rồi hoàn toàn là ảo giác của cậu, nhưng cậu biết bản thân không nhìn lầm. Giờ phút này, trong lòng cậu dâng lên một tia cảnh giác, từ sau năm 16 tuổi, rất ít quỷ có thể mê hoặc được cậu. Trần Dương phát hiện giấy vẽ bức tranh này đặc biệt nhãn nhủi, nhìn gần con phẳng phất ánh lên tia sáng. cậu sờ thử một chút, cảm giác mịn màng nhãn nhụi lưu lại thật lâu trên đầu ngón tay. Tháng này cô có mua giấy vẽ không? Không. Hàn khả lắc đầu một nửa thì khựng lại. Tuy tôi không mua giấy vẽ nhưng có nhặt được một tờ giấy vẽ. Tôi học mỹ thuật tạo hình, bình thường thích vẽ vời, sau đó đăng lên Weibo. Tôi vừa nhìn thấy tờ giấy đó liền thích, nhặt lên sờ thử thì thấy nhãn nhụi còn tốt hơn cả giấy tuyên thành thế là tôi mang về đặt trong ngăn kéo hàn khả gắng sức đứng lên kéo ngăn kéo ra nhưng lại không thấy tờ giấy vẽ kia đâu sao không thấy thế này trần dương nói cô nhặt được ở đâu việt tây quê của ba tôi cụ thể trên núi bên cạnh ngôi mộ kia trần dương thở dài thế mà cô cũng dám nhặt hàn khả lại khóc lên tôi không biết tôi theo thuyết vô thần ai biết nhặt lên sẽ bị bám vào người. Đại sư, cứu tôi. Nể tình 50 vạn, tôi sẽ dùng hết kiến thức học được để cứu cô. Chẳng biết tại sao, câu này lại khiến Hàn Khả cảm thấy yên tâm hơn bất kỳ câu nói đau to bố lớn nào. Có lẽ đây là sức nặng của 50 vạn. Đại sư, vậy giấy vẽ kia. Là sao? Nhìn Hàn Khả bị dọa khóc, Trần Dương khó mà nói cậu nghi ngờ đó là giấy làm bằng da người bằng không thì không đợi cậu cứu người hàn khả đã bị hù chết trước rồi ngẫm lại xem cô vào một tờ giấy vẽ bằng da người ở chung sớm chiều suốt một tháng giấy vẽ kia đặt trong tủ đầu giường cô còn thường lấy ra kiểm tra có lẽ còn dán lên mặt cọ sát hai cái nghĩ thôi đã thấy sờn gai ốc trần dương hàm hồ nói chính là tà thuật kế đó cậu vẫn ngồi trong phòng ngủ chờ màn đêm buông xuống Bỗng cậu đột nhiên đứng dậy làm Hàn Khả hoảng sợ, vội vàng hỏi Đại sư, ngài muốn đi đâu? Đi toilet Tôi đi với ngài Cô nghĩ thích hợp hả? Tôi đứng ở cửa Hàn Khả vừa nói vừa cầm bình chuyên dịch Thật sự muốn theo Trần Dương đi toilet Cậu thật sự bất đắc dĩ Bèn dạy cô một đoạn khẩu quyết Hàn Khả lắc đầu, học không vô Cậu bèn bảo cô cầm món giữa trên bàn tay lúc cảm thấy không thích hợp thì dùng lực làm chảy máu, tay đứt ruột xót, ngón giữa gần trái tim nhất, trong máu có dương khí tinh thuần nhất. Tuy bây giờ cô bị từ khí quấn thân nhưng vẫn có thể chống cự được một đoạn thời gian, có việc gì nhớ kêu cứu mạng. Hàn khả vội vàng gật đầu, cầm chai truyền dịch đặt lại trên giá rồi nằm lại giường gắt gao nắm chặt ngón giữa. Trần Dương vừa mới ra khỏi cửa liền gặp Mao Tiểu Lị nháy mắt với cậu. Cô cũng bị quỷ nhập à? đừng nói bậy, mao tiểu lỵ gián sát vào người trần dương, hơi lấy lòng nói anh trần anh chính là thiên sư phải không? có phải anh tụ thẻ bài ngọc không? giống mấy chân nhân bắt lộ tướng? thiên sư trên cấp 3 không dùng thẻ bài gỗ mà dùng thẻ bài bằng ngọc? không phải, vừa rồi em nghe được hết rồi. trần dương cầm điện thoại giơ lên trước mặt mao tiểu lỵ nhìn thấy không? mao tiểu lỵ tập trung nhìn giao diện trang baidu hiện lên mười cách đuổi quỷ dân gian cô có rốt khóe miệng ảo tưởng tan biến trần dương bỏ lại mao tiểu lỵ buồn bã yếu xìu đứng đó mà đi toilet lúc quay lại thấy cô vẫn còn đứng chờ ở cửa cậu lên tiếng hỏi hỏi rõ ràng rồi sao mao tiểu lỵ thẳng thắt lưng hỏi xong không phải cùng một người đã qua lâu như vậy mà hàn tiên sinh vẫn còn nhớ rõ à đúng là trùng hợp Hàn tiên sinh nghe con gái chúng ta có liên quan đến môi mộ kia bèn gọi điện thoại về quê. Hàn tiên sinh thường quên tiền cho nơi đó, thế nên khi trưởng thôn nghe có chuyện không hay, lập tức nói hết sự tình của người vừa mất cho hàn tiên sinh biết, còn gửi một tấm ảnh đến. Em chuyển ảnh lên di động, anh nhìn xem. Trần Dương nhìn qua, cô gái trên tấm ảnh rất xinh đẹp, nhưng lại không có điểm nào có thể khiến người khác kinh diễm ít nhất kém với bức tranh trong phòng ngủ kia. Anh Trần vừa rồi Hàn Tiên Sinh hỏi em cô gái mặc sườn xám trong bức tranh là ai? Tranh treo trong phòng ngủ con gái mà ông ta không biết. Anh nói xem có đáng trách không? Quay lại hỏi Hàn Khả. Cậu nói xong liền xoay người đi vào phòng ngủ, sau đó lấy di động cho Hàn Khả xem, nhưng cô lại không biết. Tôi có nhìn thấy hình trên bia mộ, nhưng không phải hình này. Hàn Khả đột nhiên ngưng bật quay đầu nhìn bức tranh mỹ nhân treo trên tường, vẻ mặt đầy hoảng sợ, tôi nhớ ra rồi, lúc ấy người tôi nhìn thấy là cô ta. chương 5, bức họa ra người năm Tấm ảnh mà Hàn Khả nhìn thấy trên bia mộ lại không phải là chân dung của người đã chết mà là mỹ nhân trong bức tranh trước mắt. Mao Tiểu Lị nói, chẳng lẽ không phải là quỷ quấy phá mà là tinh quái. Tinh quái là vạn vật dựa vào tu luyện mà thành, trải qua năm dài tháng rộng hấp thu linh khí, gặp cơ duyên xảo hợp, khai linh trí mà thành tinh. Chẳng qua tinh quái tu luyện không dễ và phải chịu nhiều trói buộc, dù đã mở trí thông minh cũng không chắc chắn có thể hành động, vì vậy chúng nó thường dùng rất nhiều thủ đoạn để gia tăng tu vi. Thủ đoạn chúng thường dùng nhất chính là nhập vào người, đoạt mạng người đó. Thảo nào Mao Tiểu Lị nghĩ đến tinh quái trước tiên, đủ loại dấu hiệu cho thấy tà môn ẩn nấp trong bức tranh mỹ nhân này con người là chi linh sao trong vạn vật thiên địa đồ vật càng giống người càng dễ thành tinh sao chi linh tinh khôn khôn khéo linh hoạt tượng đá bức tranh điêu khắc thời gian càng lâu tướng mạo càng chân thật thì càng dễ thành tinh nếu thành tinh thì tất nhiên sẽ có lòng tham lòng tham lớn nhất của tinh quái chính là trưởng thành đa số tinh quái không tu theo đường chính đạo mà cứ đi theo con đường tà đảo chiếm cứ thân xác con người hàn khả vừa nghe đến tinh quái liền sợ đến nổi nhào về phía trần dương bức tranh thành tinh đại sư có thể ném nó không thỉnh thần đến thì dễ đưa thần đi thì khó trần dương lắc đầu nói không có được chỗ tốt sao có thể dễ dàng bỏ đi chỉ sợ hàn khả vừa mới ném bức tranh giây tiếp theo đã chọc giận thứ đó Khiến nó cướp luôn tính mạng của cô. Nếu không, hay là đốt đi. Cô không muốn chết thì cứ làm. Có ý gì? Trần Dương nhìn Mao Tiểu Lệ, cô tương đối chuyên nghiệp, đến giải thích đi. Sợ là ba hồn bảy vía của Hàn tiểu thư đã bị bức tranh này hút lấy, trừ phi chờ tinh quái trong bức tranh đi ra rồi giết chết, nếu không một khi hủy bức tranh thì người cũng không còn. Mao Tiểu Lệ cố chọn từ ngữ không có gì đáng sợ nhưng Hàn Khả vẫn bị dọa khóc. Trần Dương quét mắt nhìn Hàn Khả, dễ bị thương dễ hoảng sợ, tinh thần không vững, đúng là biểu hiện ba hồn bảy vía bị lấy mất. Mao Tiểu Lị đi đến bên cạnh Trần Dương nhỏ giọng nói, anh Trần, thật là tinh quái quấy phá à. Tối nay xem kỹ rồi hãy nói, cậu lắc đầu. Hiện tại tất cả những gì cậu biết đều từ trong miệng người khác, tuy cậu gặp nữ quỷ trong bức tranh một lần nhưng lại không tiếp xúc trực tiếp vẫn nên chờ đến tối nữ quỷ xuất hiện rồi nói tiếp anh trần anh không chuẩn bị gì à mao tiểu lị lấy kiếm gỗ đào một mớ bùa một cái la bàn kim loại trong ba lô ra tôi không phải là thiên sư à đúng em cứ quên vì nhìn anh trần cứ như kinh nghiệm đầy mình vậy có cảm giác rất đáng tin giống như ba của em ba cô là ai truyền nhân đương nhiệm phái mao sơn anh không biết sao lúc giới thiệu với Hàn tiên sinh, anh còn nói lai lịch của em. Trần Dương thật không ngờ Mao tiểu lỵ đúng thật là truyền nhân của phái Mao Sơn, thiên sư thế gia. Cậu chỉ là nhớ đến một bộ phim truyền hình từng vang bóng một thời, trong đó có nói nam Mao Bắc Mã mà thôi. Anh Trần thật sự lợi hại. Mao tiểu lỵ cực kỳ tôn sùng Trần Dương, không phải thiên sư mà có thể liếc mắt là nhìn ra lai lịch của cô, ánh mắt này người thường không thể nào bì kịp câu nói đến bên miệng của trần dương lại nuốt về im lặng tiếp thu ánh mắt tôn sùng của cô ung dung thản nhiên thoạt nhìn càng thêm bí hiểm may là hai ngày trước em mới vẽ mấy chục lá bùa lại có kiếm gỗ đào hẳn là có thể đối phó được nhưng còn vài lá bùa chưa hoàn thành mao tiểu lỵ nói xong liền tìm một chỗ ngồi đó lẩm bẩm với hơn mười lá bùa hàn khả thấy kỳ quái quay qua hỏi trần dương đại sư cô ấy đang làm gì vậy? Kết sát. Dần gian có câu vô cương vô sát không thành bùa, vẽ bùa dễ kết sát mới khó. Hiện tại Mao Tiểu Lị đang kết chính là thiên cương sát, phổ biến nhất trong những lá bùa ngũ lôi, chỉ có bùa được kết sát mới phát huy hết uy lực. Nói là nói vậy chứ lấy khí kết sát không dễ dàng gì, nhưng nhìn dáng vẻ thoải mái của Mao Tiểu Lị, có thể thấy được cô có thiên phú rất cao. 11 giờ đêm gần 12 giờ, Giờ phút âm khí thịnh nhất trong ngày sắp đến. Căn biệt thự chìm vào bóng tối và yên tĩnh, mây đen lặng lẽ tản ra, trăng rằm xuất hiện, trắng bệch lạnh lẽo như băng, treo ở một góc chân trời trông có vẻ bí hiểm âm trầm. Sân biệt thự cực kỳ yên tĩnh, các loại hoa cỏ cũng lặng ngắt như tờ. Bỗng một cơn gió quỷ dị thổi qua, hoa cỏ bị đẩy qua hai bên, nhưng những bông hoa cách đó không xa vẫn an tĩnh bất động. Giống như cơn gió quỷ dị kia là một người nào đó không nhìn thấy đang đi đến, đẩy hoa cỏ ra mà bước. Cơn gió thổi đến cửa nhà thì đột nhiên dừng lại, trước cửa vốn trông rỗng bỗng hiện lên kim quang, cùng với đó là một tiếng quát lớn nghiêm khắc, vang dội như núi lở, cao vút đến chín tầng mây. Cơn gió quỷ dị kia lập tức biến mất. Tất cả mọi người đang chờ đợi trong phòng khách, bỗng nghe ngoài cửa vang lên một tiếng nổ lớn, vợ chồng Hàn Gia Sơn và dì giúp việc bừng tỉnh. Hàn Gia Sơn nói, xảy ra chuyện gì vậy? Lệ quỷ yếu đến hả? Trần Dương ngẩng đầu liền thấy La Thiên Sư và tên học trò đã đi đến trước mặt Hàn Gia Sơn ân cần nói, vẫn chưa, bên ngoài chỉ là gió thổi mà thôi. Gió thổi, bà Hàn nhíu mày, bảo dì giúp việc ra cửa xem xét. Bà ta đi ra cửa nhìn một vòng rồi quay lại nói, không có lấy nửa cơn gió tiếng vang lớn như vậy, nếu có gió thì chắc chắn phải là gió to, không có khả năng không có động tĩnh gì. Bà Hàn cau mày, chẳng lẽ là ăn trộm? Lúc này La Thiên Sư mới nói, chỉ là một du hồn giã quỷ muốn nhặt của hời, bị môn thần dọa chạy. Ánh mắt bà Hàn nói rõ bà không tin, La Thiên Sư lại nói tiếp, trước cửa có dài một lớp tàn nhang, nhìn xem có dấu chân lưu lại không? Dì giúp việc lại vội vàng chạy ra nhìn, sau đó kinh hô, có, có rất nhiều dấu chân. Dấu chân rất cạn, chỉ có dấu đi tới mà không có dấu quay ra. Bà ta lại liên tục báo cáo tình huống. Bà Hàn nửa tin nửa ngờ, bà tương đối tín nhiệm Trần Dương bèn quay qua hỏi cậu là chuyện gì. Trần Dương nói, quỷ đi trên cho nhang sẽ để lại dấu chân. Sức nặng của quỷ rất nhẹ, bởi vậy dấu chân cũng cạn. Số mệnh của Hàn Tiểu Thư rất tốt, Hiện tại bị tử khí quấn thân, cô hồn dã quỷ xung quanh muốn chiếm thân thể cô ấy. Nhưng có môn thần bảo vệ gia đình bình an, cô hồn dã quỷ không vào được. Nói đến số mệnh con gái cực tốt, bà Hàn cảm thấy lời này có thể lọt lỗ tai, gật gật đầu tiếp thu lời giải thích này. Lữ Thiên sư và La Thiên sư Trừng Trần Dương không thể tin và không phục. Cậu sờ sờ mặt, thật bất đắc dĩ. Xã hội bây giờ chỉ nhìn cái mặt Cậu có thể làm gì được chứ? Hiện tại tất cả mọi người đều chờ trong phòng khách, nếu có người xuất hiện ở phòng ngủ, nữ quỷ sẽ càng thêm cẩn thận. Nữ quỷ muốn thế thân, đêm nay chính là đêm mấu chốt. Trần Dương không nói cho bà Hàn biết, nếu trong tối nay không giải quyết nữ quỷ kia, Hàn Khả sẽ không sống qua nổi đêm nay. Thế nên dù nữ quỷ biết có thiên sư ở đây, cô ả à cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Trần Dương và Mao Tiểu Lị cũng chờ trong phòng khách. Trên cổ tay Mao Tiểu Lị cột một sợi chỉ đỏ, hai đầu mỗi bên có cột một cái chuông, bên kia cột vào mắt cá chân hàn khả. Mao Tiểu Lị chán muốn chết nhìn chằm chằm sàn nhà, không thể chơi game. Cô quay sang muốn nói chuyện với Trần Dương, người sau lại đang xem dậy nấu ăn. Anh Trần, bong, bong, bong tiếng chuông đồng hồ báo 12 giờ khuya vang lên. Leng keng, len keng, leng keng. Lại một hồi chuông vang lên dồn dập, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương. Trần Dương và Mao Tiểu Lị vừa đứng lên, trên lầu đã vang lên tiếng hét thê thảm của Hàn Khả. Hai người nhanh chóng chạy lên lầu. Cửa phòng bị Mao Tiểu Lị đá văng, trong phòng không mở đèn, Trần Dương theo ký ức sờ soạng muốn bật đèn, cậu ấn công tắc vài cái nhưng đèn vẫn không bật bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể dựa vào ánh trăng yếu ớt mà xem xét tình hình hai người vừa bước vào phòng cánh cửa phía sau bỗng dầm một tiếng đóng sập lại mao tiểu lị nhảy lên giường giật chăn ra trên giường chỉ có một cái chuông không thấy hàn khả đâu không thấy người trần dương cau mày bỗng cảm thấy cổ tay ẩm ướt cậu ngẩng phát đầu lên Hàn Khả đang bó bằng tứ chi giống như bò sát trên trần nhà, đầu nghiêng qua một bên, hai mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng nhìn cậu chằm chằm. Miệng vạn vẹo há to, nước bọt nhiễu xuống trúng tay cậu. Tiểu lị, mau tiểu lị quay đầu lại, cầm bùa ra, ngọc thanh thủy thanh, chân phù cáo minh, thôi thiên nhị khí, hỗn nhất thành chân. Ngũ lôi ngũ lôi, cấp hội hoàng chữ, nhân quân biến hóa, hống điện tấn đình, văn hô tức trí, tốc phát dương thanh lang lạc tự tân độc thần miêu lô xuân ức sát nhiếp lập tức nghe lệnh lá bùa giống như mọc ra con mắt chuẩn xác bay về phía hàn khả dán ngay lên lưng cô ả à. ngay sau đó hai người có thể dùng mắt thường thấy được tia chớp xẹt ra từ lá bùa hàn khả bị điện giật phát ra tiếng hét quái dị dường như rất thống khổ mao tiểu lỵ thừa thắng xông lên lại dán thêm một lá bùa ngũ lôi hàn khả hoảng sợ thân mình bò nhanh dọc trên trần nhà ra ngoài, theo hành lang chạy đến cầu thang. Mao tiểu lị nhớ đến giao hẹn với hai thiên sư kia, kêu thảm một tiếng, không. 50 vạn của tôi. Cô hét xong lại đuổi theo. Ánh đèn dưới lầu rất sáng, thân mình hàn khả giống như rắn, vặn vẹo quái dị, miệng phát ra âm thanh như dã thú, làm người ta nghe mà run sợ. Vợ chồng Hàn Gia Sơn trong phòng khách thấy thế sợ đến mức suýt ngất xỉu gì giúp việc trốn dưới bàn không chịu bò ra. Hàn khả bỗng ngẩng đầu, gương mặt vừa xanh vừa đỏ cực kỳ quỷ dị hướng bọn họ gào thét. Lá bùa ngũ lôi dán trên lưng cô ả bị ma sát rơi mất, lúc này hàn khả chính là một con quái vật bị chọc giận. Mao tiểu lỵ đuổi theo đến đó, giơ thẳng ngón trỏ và ngón giữa bấm tay làm pháp quyết, sau đó lại ném một lá bùa ngũ lôi ra. Lữ thiên sư và la thiên sư dưới lầu thấy thế liếc mắt nhìn nhau lữ thiên sư nhảy lên trước mặt chặn đường mao tiểu lỵ xé nát lá bùa cô gái đã nói phân chia ranh giới mấy người trong phòng ngủ chúng tôi ở phòng khác các cậu giải quyết không được thì rời đi đi mao tiểu lỵ tức giận gương mặt đỏ bừng nhưng không biết phải làm thế nào lúc này cô nàng vẫn chưa học được tinh túy không biết xấu hổ và mạnh tay tàn nhẫn chờ sau này khi cô đi theo trần dương một thời gian nếu lại đối mặt với tình huống thế này thì phòng chừng cô sẽ đánh mấy thiên sư khác mất xỉu mà cướp tiền. Nhưng hiện tại Mao Tiểu Lị vẫn còn non nớt, lại rất giữ nguyên tắc, bởi vậy cô đúng là đứng yên ở đầu cầu thang không động đậy. Phía dưới lầu, La Thiên Sư và tên học trò đang nghênh chiến Hàn Khả nhào qua, bà Hàn sợ đến mức mềm chân, Hàn Gia Sơn vội vàng kéo bà qua một bên lần trốn. Tình hình chiến đấu dưới lầu vô cùng kịch liệt, trong phòng ngủ lại yên tĩnh đến quỷ dị. Trần Dương kéo tấm rèm để ánh trăng chiếu vào phòng, sau đó cậu xoay người đối mặt với bức tranh, xuất hiện đi. Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ lặng lẽ đóng lại, phòng trừng lúc này làm thế nào cũng không mở được. Một người từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra, ánh trăng chiếu lên gương mặt người này, rõ ràng chính là Hàn Khả người đang ở phòng khách dưới lầu. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn